Bà, tôi nghĩ bà ráng ăn một chút cho lại sức đi. Hay là tôi mang xuống dưới hâm nóng lại cho bà nha. Không cần đâu. Tự nhiên lòng ta như lửa đốt, không muốn ăn gì hết. Bà vô đây ngồi đi bà. Chắc là bà nôn nao chờ cậu Vĩnh Phúc về nên mới như vậy. Cậu đi mới có 3 hôm mà. Chắc là dăm 3 bữa nữa cậu sẽ về thôi mà. Không phải đâu. Chưa bao giờ ta có cảm giác như vậy. Bà bình tĩnh đi. Để tôi gọi điện thoại lên trên đó, báo với cậu là bà về rồi. Để cậu tranh thủ về sớm nha. Thôi khỏi đi. Cứ để tụi nó giải quyết cho xong công việc cái đã. Dạ. Không biết có chuyện gì hệ trọng mà giờ này còn có ai gọi nữa cả. Bà đợi tôi chút nha. Alo, nhà Vĩnh Phúc xin nghe. À, Hân đó hả con? May quá, chú định gọi lên trên đó cho con nè. Sao vậy? Sao con lại khóc? Có chuyện gì nói cho vú nghe coi. Bà, người đâu?